Quý bà, anh chị em, trên những chuyến xe khách đi đường xa, người chủ thường dán một cái hàng chữ như thế này. Chắc có lẽ quý bà, anh chị em cùng để ý: chúc quý khách thường lộ bình an. Hàng ngày tại trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao này, có nhiều khách hành hương đến đây cũng xin tạ ơn Chúa và xin lễ cầu bình an cho gia đình cũng như bản thân mình. Và những ngày đầu năm dương lịch, Tết dương lịch, phụng vụ giáo hội cử hành thánh lễ Mẹ Thiên Chúa và cầu bình an cho toàn thế giới. Kể ra một loạt như thế để thấy rằng bình an quan trọng lắm á, và con người rất cần sự bình an. Nhưng mà thử hỏi quý bà, anh chị em, ai có thể ban bình an đích thực cho tâm hồn của tất cả chúng ta? Và chúng ta tìm bình an đó ở đâu? Bình an là điều tất cả mọi người hiện diện nơi đây và mọi người trên thế gian này đều cần. Không biết cũng bà, quý bà, anh chị em, không ai, có ai trong cộng đoàn hiện diện ở đây không cần sự bình an không? Ai dám giơ tay? Nghĩa là ai cũng rất cần sự bình an cho mình và cho tâm hồn cũng như gia đình của mình. Nhưng mà vì sao phải cần sự bình an? Xin thưa là đang còn bất an. Nếu mà con người có sự bình an rồi thì người ta không tìm sự bình an nữa. Có đúng vậy không cộng đoàn? Cuộc sống xô bồ, bon chen, phức tạp, căng thẳng, giằng co, lo âu sợ hãi làm cho con người bất an. Cho nên ở đời, dẫu có giàu nứt đố đổ vách đi nữa, mà làm bất an thì không có hạnh phúc. Có người tiền dư bạc thừa chất đầy trong ngân hàng, nhưng mà nơm nớp lo sợ không có hạnh phúc. Nhưng mà nghèo rớt mùng tơi, nghèo đến độ mà cực lắm á, nhưng lòng vẫn an bình, thì quả thực cái điều đó ai cũng mong mỏi. Không phải là người ta muốn nghèo, nhưng mà người ta muốn bình an trong tâm hồn. Như người đời thường nói rằng là một túp lều tranh mà hai quả tim vàng là như thế. Chúa Giêsu đã từng sống cái con đời, và Ngài hiểu tâm trạng con người cũng như khó khăn của con người. Và chắc có lẽ trong cuộc đời của Ngài khi còn ở Nazareth với cha mẹ, thì gia đình cũng gặp nhiều sóng gió lắm, cũng gặp sự bất an lắm. Mới có mấy tuổi thôi, mới có mấy tháng tuổi thôi, phải... cha mẹ Chúa Giêsu phải đưa hài nhi trốn sang Ai Cập rồi. Bất an. Lên 12 tuổi, Chúa Giêsu làm cho cha mẹ bất an, bởi vì trong chuyến đoàn hành hương trở về quê thì Ngài ở lại đền thờ Jerusalem. Và nhiều cái nữa. Cho nên Ngài hiểu tâm trạng của con người và hiểu sự bất an của con người như thế nào. Thành ra trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu để lại cho tất cả chúng ta, để lại cho mọi người một món quà vô giá, đó là Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Quý ông bà anh chị em thử xem bình an theo kiểu thế gian là gì mà Chúa Giêsu nhắc ở đây. Xin thưa, bình an theo kiểu thế gian là như thế này: là không động đất, không chiến tranh, không dịch bệnh, không áp bức bóc lột, không bất công, không bệnh tật. Bình an theo kiểu thế gian là người ta dựa vào sự an ninh của vật chất, nhà cao cửa rộng, quyền cao chức trọng, phương tiện hiện đại, tiền bạc kết xù.
và nhiều điều mong ước vật chất đến với mình một cách thuận lợi. Nhưng tôi hỏi quý bà anh chị em, những thứ bình an mà theo kiểu thế gian đó có bền không? Và có mang lại cho con người bình an đích thực không? Một cơn bão bệnh xảy ra thì tiền mấy cũng không có đủ. Đại dịch Covid vừa qua đã chứng minh điều đó. Tất cả xóa sổ trở về số không. Và đến khi ta nhắm mắt lìa đời thì tất cả trở về trong tay. Cho nên bình an theo kiểu thế gian là bình an tạm thời, bình an mong manh và bình an chóng qua dưới ánh mặt trời này. Tất cả chỉ là phù vân. Và Chúa Giêsu biết điều đó, thưa cộng đoàn. Cho nên có lần Ngài mới nói rằng: hỡi những ai vất vả gánh gồng nặng nề, hãy đến với tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng, bởi vì ách của tôi êm ái và gánh của tôi nhẹ nhàng. Và trong tin mừng hôm nay, Ngài để lại sự bình an. Thầy để lại sự bình an không theo kiểu thế gian. Nhiều lúc trong cuộc đời của mình, có người mình thấy người ta cười vui vẻ, cười rất là hân hoan, nhưng mà đâu biết ở trong lòng của người ta dậy sóng đâu. Có đúng vậy không toàn? Có người chẳng qua là cười gượng thôi, nhưng mà ở trong tâm hồn của mình dậy sóng cực kỳ mạnh, và không ai hiểu thấu cho bằng chính Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới là đấng thấu hiểu tâm lòng của con người, và mới mang lại cho con người sự bình an đích thực trong tâm hồn.